Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. tin bóng đá ngày 28 tháng 11 nhận định Bồ Đào Nha với Uruguay 2 giờ ngày 29 tháng 11 nhận định chính xác về thông tin trước trận đấu Bồ Đào Nha với Uruguay lúc 2 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022 World Cup 2022 nhận định Bồ Đào Nha World Cup 2022 ở trận ra quân Bồ Đào Nha đã thi đấu khá chủ động trước Ghana và Ronaldo đã phá vỡ thế bế tắc bằng quả phạt đền thành công ở phút 65. Họ chơi tốt sau đó và có lúc đã dẫn đối thủ tới 3-1. Dù bị thủng lưới thêm một lần nữa, nhưng điều đó không quá quan trọng, khi thầy trò huấn luyện viên F sanh tốt vẫn có được 3 điểm như mong đợi. Đây là một khởi đầu không dễ dàng, nhưng đủ tốt để các cổ động viên có thêm sự tin tưởng vào đội nhà. Tất nhiên vẫn còn có những vết gợn nhất định trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Việc hàng thủ để thủng lưới tới hai lần, ít nhiều để lại mối lo. Muốn tiến sâu tại Qatar, thì họ cần phải có được sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Thử thách sắp tới sẽ còn khó khăn hơn khi Uruguay có khả năng tạo đột biến cao. Thay trò huấn luyện viên F, sang tốt, sẽ không dễ dàng có được 3 điểm trong trận đấu này. Nhận định Uruguay, World Cup 2022, Uruguay không gặp may trong trận đấu với Hàn Quốc họ đã tạo được thế trận lớn lướt, tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Đáng tiếc là cột dọc đã hai lần từ chối, bàn thắng của Van Vetter và các đồng đội. Hòa không bàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Diego Alonso không có được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên cơ hội vẫn còn nhiều, họ cần phải tập trung tối đa cho trận đấu với Bồ Đào Nha. Nhà cái đang đưa ra mức kèo, Bồ Đào Nha chấp 1 2. Con số không quá cao, nhưng không dễ bị chinh phục. Các cầu thủ Uruguay có thừa kinh nghiệm để có thể hạn chế tối đa sức tấn công của đối thủ. Ngoài ra những pha phản công của họ sẽ mang lại nhiều khó khăn cho Ronaldo và các đồng đội. Một kết quả hòa có lẽ sẽ làm cả hai bên hài lòng, nhất là khi cuộc đua tại bản hát vẫn đang rất khốc liệt. Thống kê đáng chú ý, Bồ Đào Nha với Uruguay. 4 trên 5 trận gần nhất của Uruguay có dưới hai bàn được ghi. Uruguay đã thắng kèo châu Á ở 5 trên 7 trận gần nhất. 9 trên 11 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có bàn hiệp 1. 3 trên 5 trận gần nhất của Bồ Đào Nha có tổng bàn lẻ. Bồ Đào Nha đã thua kèo châu Á ở 3 trên 5 trận gần nhất. Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha với Uruguay. Bồ Đào Nha đầy đủ lực lượng. Uruguay đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha với Uruguay. Bồ Đào Nha, Costa, Cancelo, PP, Dias, Guerrero, Nip, Cavanho, Fernandes, B, Silva, Ronaldo, Felix, Uruguay, Rochet, Varela, Godin, Jimenez, Oliveira, Bến Tân Cơ, Vasino, Van Vetter, Gia yeah, Arrasqueta, Cavani, Nunes. Dự đoán kết quả, Bồ Đào Nha hòa Uruguay, 1-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.